Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trưa ngày 15 tháng 8 của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Cơ quan đại diện ngoại giao các nước, cộng đồng người Việt ở nước ngoài đến viếng và bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Tình cảm của người dân Thanh Hóa với nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ở một số địa phương và số người nhiễm tiếp tục tăng, Bộ Y tế yêu cầu lập thêm các đội phản ứng nhanh chống dịch. Thưa quý vị, sáng nay, đoàn đại biểu Đảng Nhân dân Campuchia do Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin dẫn đầu đã tới viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Đoàn đại biểu Đảng Nhân dân Campuchia bày tỏ tiếc thương trước sự ra đi của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Trong sổ tang, đoàn Campuchia đã viết: Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu là người bạn lâu năm của Campuchia, đã có những đóng góp quan trọng trong việc nâng tầm mối quan hệ hữu nghị anh em, cùng hợp tác chặt chẽ không chỉ giữa Đảng Nhân dân Campuchia và Đảng Cộng sản Việt Nam, mà còn giữa chính phủ và nhân dân hai nước. Cũng trong sáng nay, đại diện một số địa phương, đơn vị đã tới viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, một nhà lãnh đạo, một tấm gương sáng về sự học tập rèn luyện không ngừng nghỉ. Trong hơn 70 năm hoạt động cách mạng, ông luôn là người cộng sản kiên trung, hết lòng vì nước, vì dân. Một vị tướng quân đội tài ba với những phẩm chất sáng ngời của bộ đội Cụ Hồ. Thưa quý vị, lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu vừa kết thúc vào lúc 12 giờ trưa nay. Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu sẽ được tổ chức vào lúc 12 giờ 30 phút. Cùng thời gian này tại Hội trường Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh và Hội trường 25B, đường Quang Trung, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cũng vừa kết thúc lễ viếng và lễ truy điệu. Lễ an táng sẽ diễn ra vào lúc 14 giờ hôm nay tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội. Sau khi biết tin nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từ trần, Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán Việt Nam ở nhiều nước trên thế giới đã mở sổ tang và tổ chức trọng thể lễ viếng. Thông tin có trong cụm tin sau. Ngày 14 tháng 8, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh đã tổ chức trọng thể lễ viếng và mở sổ tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Đại diện các cơ quan Đảng, chính quyền, nhân đại, chính hiệp, Ban Ngoại vụ và Hội hữu nghị tỉnh Vân Nam và thành phố Côn Minh, các cơ quan đại diện ngoại giao các nước tại thành phố Côn Minh cùng đông đảo cộng đồng người Việt tại Vân Nam đã tham dự lễ viếng. Trong sổ tang, đại diện sở tại và các cơ quan đại diện ngoại giao các nước đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới chính phủ và nhân dân Việt Nam, bày tỏ sự kính trọng và đánh giá cao về những đóng góp của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu trong việc tăng cường quan hệ ngoại giao của Việt Nam với các nước. Còn tại Myanmar, ngày 14 tháng 8, Đại sứ quán Việt Nam cũng đã tổ chức trọng thể lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Tham dự lễ viếng có toàn thể cán bộ, nhân viên đại sứ quán, các cơ quan bên cạnh đại sứ quán cùng đại diện một số doanh nghiệp và cộng đồng người Việt tại Myanmar. Trong thời gian quốc tang, đại sứ quán cũng nhận được nhiều thư, công hàm chia buồn của cơ quan chính phủ, các đảng chính trị, hội hữu nghị, các đại sứ quán các nước và tổ chức quốc tế gửi đến Đảng, Nhà nước Việt Nam và gia quyến nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Cũng trong ngày 14 tháng 8, Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Washington DC, Mỹ đã tổ chức lễ tưởng niệm và lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Toàn thể cán bộ, nhân viên đại sứ quán và các cơ quan bên cạnh đã tham gia trực tiếp và trực tuyến buổi lễ. Đại diện chính quyền, Quốc hội Mỹ, một số đại sứ quán các nước và tổ chức quốc tế tại Mỹ, bạn bè Mỹ và bà con người Việt đã gửi thư, điện hoa tới đại sứ quán chia buồn và viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Trong hai ngày 13 và 14 tháng 8, Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Kiev, Ukraine đã mở sổ tang và tổ chức lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Đại diện Bộ Ngoại giao Ukraine, các tổ chức quốc tế tại thủ đô Kiev và các hội đoàn cộng đồng người Việt Nam tại Ukraine đã đến viếng, ghi sổ tang, bày tỏ lòng thương tiếc vô hạn nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và gửi lời chia buồn sâu sắc tới chính phủ, nhân dân Việt Nam và gia quyến nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã để lại dấu ấn sâu sắc cho những người đã từng được gặp, tiếp xúc, làm việc với ông. Trong số đó có người dân xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa, quê hương của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.
Sự ra đi của ông đã để lại sự tiếc thương sâu sắc đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa nói chung và xã Đông Khê nói riêng. Ông Nguyễn Văn Giá là nguyên tổng biên tập báo Thanh Hóa, có nhiều điều kiện được tiếp xúc với nguyên tổng bí thư Lê Khả Phiêu, kể cả khi ông còn đương chức lẫn khi đã rời cương vị lãnh đạo cao nhất của Đảng. Những lần gặp gỡ đó đã để lại cho ông ấn tượng về một nhà lãnh đạo của đất nước. Một con người có sức cuốn hút bởi vì cái lẻ sống. Một là con người mà đóng góp rất nhiều ngay từ cái lúc còn trẻ. Ông quan tâm tới sự nghiệp xây dựng Đảng. Mà những lần về thăm và nói chuyện thì cũng đều đề cập đến vấn đề con người. Người dân xã Đông Khê, huyện Đông Sơn trân trọng những kỷ niệm và tình cảm mà nguyên Tổng Bí Thư dành cho quê hương luôn thân tình ấm áp. Tôi với anh Phiêu là có tình cảm với nhau là từ khi nhỏ, không có cách biệt giữa cán bộ cao cấp với lại là dân. Anh về là anh cứ về thì con cháu anh em là đến thăm. Những đoàn viên thanh niên của xã Đông Khê luôn lấy Bác là một tấm gương để chúng em phấn đấu rèn luyện để đứng vào hàng ngũ của Đảng cũng như là cố gắng rèn luyện phấn đấu trên tất cả các lĩnh vực. Ông ấy ra đi là bật lại cái sức sống trong mọi người, mọi lớp người, từ tướng tá từ cho đến người dân thường. Cuộc đời hoạt động của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu là nguồn động viên tinh thần, là tấm gương sáng để Đảng bộ và nhân dân Thanh Hóa tự hào. Với Đảng, với đất nước, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu là một người cộng sản kiên trung, quyết liệt trong hành động, nhưng cũng rất giản dị và gần gũi. Lương nhà cô là bao nhiêu? Bản tin xin được tiếp tục với các thông tin khác. Thưa quý vị, tin mới nhận từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19. Vào sáng nay, Việt Nam có một ca mắc mới COVID-19. Bệnh nhân nữ, 41 tuổi, có địa chỉ tại xã Minh Thuận, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Hiện bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định. Như vậy, tổng số ca mắc ở Việt Nam đến nay là 930 ca. Cũng trong sáng nay, Việt Nam đã thông báo một trường hợp mắc COVID-19 tử vong vì bệnh lý nền nặng. Đây là ca mắc COVID-19 tử vong thứ 22 tính từ khi dịch xảy ra ở Việt Nam. Bệnh nhân số 702 là bệnh nhân nam, 63 tuổi, tiền sử suy thận giai đoạn cuối, đã chạy thận nhiều năm, tăng huyết áp, suy tim, chẩn đoán tử vong, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, viêm phổi do COVID-19 trên bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối. Cần tiếp tục lập các đội phản ứng nhanh để hỗ trợ các địa phương chống dịch. Đây là yêu cầu của Bộ Y tế. Theo đó, các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế, các địa phương cần đánh giá năng lực và xem xét khả năng để đăng ký tham gia, tăng cường cho lực lượng cơ động quốc gia theo các cấp độ hồi sức tích cực đã quy định. Đến nay, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã thành lập 51 đội cơ động phản ứng nhanh, trong đó điều động một số đội của các bệnh viện tuyến trung ương và tuyến tỉnh đến hỗ trợ cho các địa phương như Vĩnh Phúc, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam trong phòng chống dịch. Tại Quảng Trị, sau khi ghi nhận 7 bệnh nhân nhiễm COVID-19, trong đó có một ca tử vong, thì hiện các biện pháp phòng dịch đang được tỉnh siết chặt tại các địa điểm chợ và trung tâm thương mại. Bên cạnh kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tại các chốt ra vào chợ, người dân cũng được tuyên truyền nâng cao ý thức tự phòng dịch. Phản ánh tại một số khu chợ của thành phố Đông Hà, trung tâm thương mại của tỉnh Quảng Trị. Chị Trần Thị Tuyết Hằng là tiểu thương bán rau củ quả tại khu nhà 3 chợ Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Những ngày này, chị Hằng rất ý thức phòng chống dịch COVID-19. Thì thấy họ mua cái lên ngõ về là bảo đảm nhất, an toàn vì em là tiếp xúc nhiều người, cho nên là em phải dùng cái này tránh cho mình ra mà tránh cho cộng đồng nữa. Những ngày giãn cách xã hội tại thành phố Đông Hà, mỗi một người dân thành phố đã dần từ biệt thay đổi thói quen hàng ngày của mình. Bản thân tôi ngày nào đi chợ để bảo đảm thức ăn tươi sống cho gia đình, nhưng mà bây giờ thì theo chỉ thị thì gia đình tôi một tuần là đi một lần để mà hạn chế cách ly với mọi người xung quanh. Chợ Đông Hà được xếp hàng chợ loại 1 lớn nhất tỉnh Quảng Trị. Chợ có trên 1.400 lô quầy. Hiện tại, hơn 400 lô quầy bán hàng tiêu dùng thông thường, công nghiệp phẩm đã đóng quầy. Còn lại ngành hàng lương thực thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu là đang hoạt động. Công tác phòng ngừa dịch bệnh luôn được chú trọng triển khai. Chúng tôi thường xuyên tuyên truyền
vận động bà con kinh doanh chấp hành những cái quy định về giãn cách xã hội. Ngoài ra, ban quản lý chợ đã tập trung phun thuốc khử khuẩn toàn bộ khu trong khu vực chợ với tần suất cao hơn giờ trước đây. Thành phố đã chỉ đạo thành lập các cái chốt để kiểm soát ra vào chợ, yêu cầu phải đo thân nhiệt, phải sát khuẩn, phải giãn cách đối với bà con tiểu thương cũng như là người ra vào chợ. Hiện tại trên địa bàn thành phố Đông Hà có 1 chợ loại 1, trên 6 chợ loại 2, loại 3 và rất nhiều chợ xếp. Cùng với sự vào cuộc quyết liệt của các ngành chức năng thì vấn đề tự bảo vệ mình tại cộng đồng của người dân là hết sức cần thiết, góp phần đẩy lùi được dịch COVID-19 đang có chiều hướng phức tạp như hiện nay. Bộ Thông tin và Truyền thông vừa công bố hiệu quả bước đầu của ứng dụng Bluezone trong thực tế. Từ 17 ca nhiễm, ca nghi nhiễm ở Đà Nẵng và Hà Nội, ứng dụng Bluezone đã tiến hành truy vết được thêm 82 trường hợp F1 và F2. Tất cả ca nhiễm và F1, F2 này đều có cài ứng dụng Bluezone. Khi có bệnh nhân F0, theo cách thông thường, cơ quan y tế sẽ tiến hành điều tra dịch tễ dựa trên khai báo của bệnh nhân để phát hiện các trường hợp F1, F2. Tuy nhiên, bệnh nhân có thể quên khai báo sót người từng tiếp xúc. Ứng dụng Bluezone được coi là lớp lưới quét lại lần hai, tránh những trường hợp bị bỏ sót. Bluezone có ý nghĩa rất lớn, giúp cơ quan y tế có thể khoanh vùng xác định cách ly chính xác. Thay vì phải cách ly cả một khu vực lớn với hàng nghìn người như trước đây, thì bây giờ chúng ta chỉ cần xác minh và tiến hành cách ly với những cái trường hợp mà đã có ghi nhận tiếp xúc. Anh Bách đã cài ứng dụng Bluezone. Ứng dụng sẽ cảnh báo sớm cho anh nếu đã tiếp xúc với các ca nhiễm. Ngay lúc này, ứng dụng hiển thị, ở gần anh có 7 người đang cài ứng dụng Bluezone. Nếu ứng dụng phát hiện anh đã từng tiếp xúc với F0, sẽ có màn hình hiển thị thông tin và âm thanh cảnh báo. Khi mà tôi sử dụng cái ứng dụng này, thứ nhất là đem lại cho tôi cảm giác yên tâm hơn, bớt lo lắng đi. Vì là khi tất cả mọi người đều sử dụng cái ứng dụng này, mà cơ quan y tế phát hiện ra một người bị nhiễm bệnh, cập nhật lên trên hệ thống thì nó sẽ gửi cảnh báo về cho tôi. Bộ Thông tin và Truyền thông ngày hôm nay cũng kêu gọi các nhà hàng ăn uống, siêu thị, cửa hàng, cơ sở công cộng cần có biển báo khuyến khích khách hàng cài đặt ứng dụng Bluezone. Những nghệ sĩ lớn, những người có ảnh hưởng rộng với công chúng cùng tham gia truyền tải thông điệp cài đặt ứng dụng Bluezone để cuộc vận động đạt được hiệu ứng cao nhất. Ứng dụng Bluezone sử dụng công nghệ kết nối Bluetooth năng lượng thấp nên không tốn pin điện thoại, không thu thập vị trí, danh tính mỗi người được bảo mật dưới dạng một mã ID. Ứng dụng sẽ hoạt động hiệu quả nếu được cài đặt trên quy mô lớn, lượng cài đặt ở mức khoảng 60% dân số trưởng thành, tương đương khoảng 45 triệu người. Dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, nguy cơ lây nhiễm trong bệnh viện là luôn thường trực. Để bệnh viện không trở thành các ổ dịch, Bộ Y tế đã có công văn yêu cầu các bệnh viện thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn như là khai báo y tế, phân luồng và khám sàng lọc. Ghi nhận tại Bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội, nơi vừa phát hiện 2 ca bệnh dương tính với COVID-19 là ca bệnh số 812 và 867. Tất cả những người đến khám tại Bệnh viện Thanh Nhàn đều bắt buộc phải kê khai y tế, đo thân nhiệt. Với những người có triệu chứng ho, sốt và tiền sử đi từ vùng dịch Đà Nẵng về, sẽ được phân luồng, khám tại khu riêng. Để không bỏ lọt bệnh nhân COVID-19, khi bệnh nhân số 812 và 867 đến khám, dù đã xét nghiệm từ 1 đến 2 lần âm tính, nhưng với triệu chứng lâm sàng giống COVID-19, bệnh viện vẫn tiếp tục xét nghiệm lần 2, lần 3 và đã phát hiện ra 2 ca này đều dương tính với SARS-CoV-2. Tất cả những cái triệu chứng trên lâm sàng và những cái tổn thương trên phổi là chúng tôi sẽ quyết định tiếp tục là hội chẩn để lấy mẫu, mặc dù 2 lần trước đó là bệnh nhân âm tính. Và tuy nhiên tất cả những cái bệnh nhân nghi ngờ như thế, mặc dù thế chúng tôi vẫn cho một cái phòng cách ly đặc biệt là riêng một bình bệnh nhân và chúng tôi theo dõi sát các triệu chứng trên lâm sàng để quyết định tiếp tục lấy mẫu những lần tiếp theo để có cái quá trình chẩn đoán cho bệnh nhân. Bệnh viện đã thiết lập một khu cách ly tạm thời có đầy đủ trang thiết bị, máy thở, phòng xét nghiệm, X-quang. Nhân viên y tế làm việc tại khu khám sàng lọc đều được trang bị bảo hộ để phòng tránh lây nhiễm. Đây cũng là các bác sĩ điều dưỡng có kinh nghiệm trong sàng lọc phát hiện sớm bệnh nhân COVID-19. Cán bộ nhân viên chúng tôi rất là chủ động trong công tác tiếp nhận người bệnh và không lúng túng, bởi vì làm sao? Lần thứ nhất chúng tôi đã tiếp nhận 2 bệnh nhân COVID dương tính và cũng đã chuyển 2 bệnh nhân này an toàn đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương và các quy trình của chúng tôi cũng đã xác lập ngay từ đầu. Hà Nội có 38 bệnh viện đa khoa, chuyên khoa ngoài công lập, 152 phòng khám đa khoa,
và hơn 3.000 phòng khám chuyên khoa. Sở Y tế Hà Nội yêu cầu những cơ sở này phải thực hiện nghiêm các quy định phân luồng, cách ly theo hướng dẫn và phải dán công khai đường dây nóng của Hà Nội về COVID-19 ngay tại cửa phòng khám. Phát hiện những cái nguy cơ không an toàn trong phòng chống dịch bệnh tại các bệnh viện và có những cái phương án để khắc phục ngay những cái tồn tại, đảm bảo là bệnh viện phải an toàn trong công tác phòng chống dịch và giao trách nhiệm cho thủ trưởng đơn vị, giám đốc bệnh viện chịu trách nhiệm về công tác phòng chống dịch bệnh tại đơn vị của mình. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đề xuất các bệnh viện đã xảy ra tình trạng lây nhiễm trong bệnh viện như bệnh viện Đà Nẵng thì người đứng đầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Nội dung đáng chú ý có trong phần sau của bản tin. Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam liên tục tăng trong 10 ngày qua, qua đó vươn lên dẫn đầu thế giới, cao hơn gạo cùng loại của 3 quốc gia khác là Thái Lan, Pakistan và Ấn Độ. Hơn 5 tấn miến rong của tỉnh Bắc Cạn lần đầu tiên xuất sang thị trường châu Âu, dù đây không phải là mặt hàng nông sản chủ lực của nước ta. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự trưa của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, giá giao dịch gạo 5% tấm của Việt Nam trên thị trường thế giới đang cao nhất, cao hơn gạo cùng loại của Thái Lan 20 đô la Mỹ trên 1 tấn, Pakistan là 70 đô la Mỹ trên 1 tấn và cao hơn gạo Ấn Độ là 115 đô la Mỹ trên 1 tấn. Thông tin từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam. Trong lịch sử 30 năm xuất khẩu gạo, đây là lần đầu tiên gạo Việt Nam có giá xuất ngang ngửa với gạo Thái Lan, thậm chí bỏ xa gạo Thái Lan loại 5% tấm đến 20 đô la Mỹ trên 1 tấn. Nhìn chung không riêng gạo 5% tấm mà nhiều loại gạo xuất khẩu khác của Việt Nam cũng đang có giá tốt. Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu nhận định gạo Việt Nam đang được các nhà nhập khẩu thu mua với giá cao do chất lượng gạo Việt Nam đã được cải thiện. Bên cạnh đó, lợi thế về việc có sẵn nguồn cung và khả năng giao hàng nhanh giữa bối cảnh COVID-19 cũng giúp gạo Việt Nam tạo được các nhà nhập khẩu ưu tiên. Thông tin về xuất khẩu hàng hóa đi EU và Mỹ sẽ có trong cụm tin sau đây. Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi các hiệp hội ngành hàng và thương nhân xuất khẩu để hướng dẫn về chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa vào thị trường EU. Theo đó, đối với các lô hàng từ Việt Nam xuất khẩu vào EU có giá trị không quá 6.000 euro, thì bất kỳ nhà xuất khẩu nào, doanh nghiệp nào cũng được phép tự chứng nhận xuất xứ. Sau đó, thương nhân có trách nhiệm báo cáo, đăng tải chứng từ tự chứng nhận xuất xứ và chứng từ liên quan đến lô hàng xuất khẩu và khai báo trên web ecosys.gov.vn. Riêng với hàng hóa xuất khẩu sang Anh, các thương nhân chỉ kê khai CO mẫu Euro.1 hoặc phát hành chứng từ tự chứng nhận xuất xứ đến hết ngày 31 tháng 12 năm nay. Trong khi đó, khoảng một tuần nay, do không có nhân viên kiểm dịch thực vật nên việc xuất khẩu trái cây tươi của Việt Nam sang thị trường Mỹ bị ngừng trệ. Nếu tình hình này kéo dài, nhiều doanh nghiệp sẽ chịu thiệt hại lớn. Hiện nay, để trái cây tươi Việt Nam có thể vào Mỹ, thì sau khi đóng gói, sản phẩm được chuyển đến nhà máy chiếu xạ Sơn Sơn ở thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cơ sở chiếu xạ đã được Cơ quan Kiểm dịch Động thực vật Mỹ thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ công nhận. Tuy nhiên, khi dịch COVID-19 bùng phát, Mỹ yêu cầu nhân viên về nước, trong đó có nhân viên Cơ quan Kiểm dịch Động thực vật Mỹ. Cũng chính vì vậy, từ khoảng một tuần trở lại đây, việc xuất khẩu trái cây tươi đi Mỹ bị chứng lại. Các doanh nghiệp xuất khẩu trái cây mong muốn các cơ quan chức năng nhanh chóng giải quyết vướng mắc trên. Giữa lúc nhiều nông sản xuất khẩu chủ lực phải chững lại vì đại dịch COVID-19, thì ngày hôm qua, một nông sản của tỉnh miền núi Bắc Cạn đã xuất đi lô hàng đầu tiên sang Cộng hòa Séc, đó là sản phẩm miến rong. Đây cũng là sản phẩm OCOP đầu tiên của tỉnh Bắc Cạn được xuất khẩu sang thị trường khó tính này. Việc lô hàng miến rong đầu tiên sang châu Âu ngay sau khi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU EVFTA có hiệu lực là một điểm sáng cho thấy không riêng các nông sản xuất khẩu chủ lực mà nông sản địa phương cũng sẽ có cơ hội để cạnh tranh nếu đi đúng hướng. Hơn 5 tấn miến rong Bắc Cạn đầu tiên sẽ theo đường biển từ cảng Hải Phòng và sẽ cập bến tại Cộng hòa Liên bang Đức trước khi tới Cộng hòa Séc bằng đường bộ. Tổng giá trị đơn hàng gần 15.000 đô la Mỹ. Mặc dù số lượng xuất khẩu còn hạn chế, nhưng đây được coi là khởi đầu cho mặt hàng miến rong nói riêng và nhiều sản phẩm đặc sản khác của tỉnh Bắc Cạn nói chung có thể thâm nhập được vào thị trường châu Âu. Chúng tôi đã lấy mẫu đưa sang Cộng hòa Séc, đưa vào viện hóa của Cộng hòa Séc để làm thử nghiệm. Và khi thấy những cái thử nghiệm ấy, thì cái thành phần của nó thì là đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
và cái thử nếm đối với cái sản phẩm miến thì cũng thấy là ngon. Trước đó, hơn 5 tấn miến rong của hợp tác xã này đã được đưa sang xếp chào hàng và được người tiêu dùng tại đây rất đón nhận. Nâng cao chất lượng là yếu tố cốt lõi mà hợp tác xã chú trọng trong suốt thời gian qua. Sản phẩm miến rong này hoàn toàn bằng cái nguyên liệu tự nhiên của địa phương. Sản phẩm nguyên chất, không hóa chất, không phẩm màu. Các sở, ngành chuyên môn của địa phương đã trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ để hợp tác xã có thể hoàn thành các điều kiện tiêu chuẩn xuất khẩu được sang châu Âu. Huyện sẽ tập trung các cái nguồn lực để hỗ trợ cho các cái hợp tác xã áp dụng cái công nghệ, máy móc tiên tiến hiện đại và để sản xuất. Một mặt là để đẩy mạnh cái sản lượng. Mặt thứ hai là chúng tôi tập trung vào cái nâng cao cái chất lượng của sản phẩm và đạt chuẩn các cái quy định của Việt Nam cũng như là của quốc tế. Miến rong được coi là một trong những nông sản chính được Bắc Cạn tập trung phát triển với sản lượng hơn 1.000 tấn mỗi năm. Từ chỗ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, Bắc Cạn đã tập trung xây dựng một số vùng chuyên canh cây trồng, tạo ra nhiều mặt hàng nông sản đặc trưng để ngoài miến rong, thời gian tới sẽ có thêm nhiều mặt hàng xuất khẩu đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn cho người dân. Hiện nay chỉ với một tấm thẻ ATM, bà con có thể dễ dàng chi trả mua bán vật tư nông nghiệp hay là phục vụ nhu cầu mua sắm chi tiêu tại gia đình, rồi cả đóng học phí, viện phí, v.v. Mặc dù mới triển khai được khoảng gần một năm nay, nhưng hình thức cho vay thấu chi qua thẻ ATM mà Agribank đang triển khai đã đạt trên 150.000 thẻ với gần 500 tỷ dư nợ. Dù không còn tiền trong tài khoản, nhưng ông Lượng vẫn quyết định đến cửa hàng bán thức ăn chăn nuôi để mua 2 tạ cám cho đàn lợn nhà ông. Số tiền gần 2 triệu đồng được Agribank ứng trước đã giúp gia đình ông Lượng không phải thắc thỏm hay đi vay nóng bên ngoài. Siêu cái thẻ này thì khi mình mua hoặc là gửi tiền cho con thì thứ nhất không trong nhà có tiền thì mình phải đi vay nóng, vay nguội. Đấy. Vay nóng, vay nguội thì cái lãi nó gần như là lãi cắt cổ ấy. Đấy. Rất là nguy hiểm. Thế từ bởi vậy từ ngày có cái thẻ này chúng tôi là cái giảm hẳn được cái vấn đề đấy, không phải đi vay nóng vay nguội nữa. Với hạn mức 30 triệu đồng nên các nhu cầu về vốn cấp bách đều có thể được đáp ứng qua hình thức cho vay thấu chi qua thẻ ATM. Các loại dịch vụ công hay học phí, viện phí của người nhà cho đến các loại hàng hóa thông thường đều có thể thanh toán bằng hình thức thấu chi này. Rất là an toàn bởi vì mình không cần mang theo tiền mặt và cũng rất là nhanh tiện lợi bởi vì là không cần phải trả tiền lẻ nữa. Do tính tiện lợi và thiết thực nên hình thức cho vay thấu chi dù mới đang được triển khai nhưng đã nhận được sự hưởng ứng của nhiều nhà nông. Tôi không thấy thì có mang chứng minh thư, sổ khẩu ra là người ta làm cho giấy tờ thì nhanh. Khi mà bà con được cấp một nguồn vốn thông qua thấu chi thì bà con đáp ứng được cái nhu cầu trong hoạt động kinh doanh cũng như là nhu cầu trong thanh toán các dịch vụ công và đặc biệt là các nhu cầu mang tính thiết yếu. Hiện đã có trên 150.000 thẻ thấu chi được Agribank phát hành dù mới chỉ triển khai chưa đầy được một năm. Điều này cho thấy nếu dịch vụ này được triển khai tốt sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều gia đình ở nông thôn tiếp cận được với dịch vụ ngân hàng, đồng thời hạn chế và đẩy lùi tín dụng đen trên địa bàn nông thôn. Và trong phần cuối của bản tin là thông tin dự báo thời tiết cho các thành phố. Đến đây bản tin thời sự trưa xin được khép lại. Để xem trực tuyến kênh VTV4, quý vị khán giả có thể truy cập trên website VTV Go hoặc cũng có thể cài ứng dụng VTV Go trên kho ứng dụng App Store hoặc Google Play. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.